là mình mới học tới lớp 6 thôi. Và khi mình vô trong Sài Gòn này thì mình cũng kinh doanh nhiều cái lĩnh vực khác, không phải chỉ riêng cái ngành nha khoa. Khi mà kinh doanh về trà sữa, rồi kinh doanh về điện lạnh mình cũng làm. Xong rồi mình thấy cái những đó nó khó khăn quá, rồi mình đi học một cái nghề gọi là phụ tá ở bên nha khoa. Thì cái đó thì có một số nha khoa họ không cần đến bằng cấp, thì có thể vô phụ bác sĩ để làm những công việc phụ. Thì sau một thời gian khi mà mình thấy cái công việc đó nó làm nó nhàn hơn và nó ra tiền nhiều hơn, thì mình tập trung vào đó và mình có hợp tác với lại bác sĩ để mở ra một cái phòng khám. Thì trong lúc đó mình mở ra thì mình loay hoay rất là nhiều. Thì vô tình cái hôm đó, hồi đấy mình làm doanh thu mình chỉ được một tháng gì lời cũng cỡ 10 triệu, 20 triệu là cao. Và lúc đấy mình thấy như vậy là mình ổn rồi. Nhưng mà thực tế nó không ổn. Nhiều khi có những tháng thì mình lỗ vốn, có những tháng huề vốn, lời rất là ít thôi, không có nhiều. Thì đến cái hôm đó mình vô tình mình lên Facebook đó, là thấy thầy Duy này, lên thầy nói là kinh doanh không cần vốn, kinh doanh dễ, kinh doanh. Mình bảo là thôi thì ông này nói vậy thì mình đi thử coi sao, miễn phí mà. Thế mình vô đây, mình đăng ký, mình vô, mình thử. Thì đến khi mình vô thử thì thấy thầy nói cái gì cũng hay hết. Thế mình đăng ký, mình học. Và mình không học thì mình không có đủ thời gian, vì lúc đó mình chưa có ra, nghĩa là mình giống kiểu mình làm tư, là mình ra mình làm ở nhà, mình tự lo công việc của mình á, không có thời gian để mình đi học. Và mình chỉ có học được một vài buổi cho mình bỏ về mình làm tiếp, cho mình lại quay lại lớp mình học tiếp. Cứ 2-3 tháng mình lại quay lại một lần, 2-3 tháng lại quay lại một lần. Thì khi mình gặp vấn đề gì thì mình lại nhắn tin với thầy mình hỏi, hoặc là mình đến lớp hoặc hỏi những anh em học trong lớp á. Mình mới quyết định mình bỏ không làm cái phòng khám đầu tiên đó, bởi cái phòng đó nó quá nhiều vấn đề đấy. Nó không ra chuỗi được bởi vì nó trùng tên với nhiều cái nha khoa khác và nhân viên ở đó nó tùm lum tà la hết. Cái mình quyết định mình bốc những người mà giỏi trong đó đi thôi và mình sang cái phòng khám lại cho người khác. Khi đó thì cái mức doanh thu vô nó cũng cao rồi, mình sang nó có lời. Thì mình đi xuống tỉnh mình mở được 3 cái phòng khám. Nghĩa là cái số tiền một phòng khám ở thành phố Hồ Chí Minh này thì mình xuống tỉnh mình mở được 3 cái. Và khi mình mở 3 cái mình đi rất là nhanh, trong vòng 2 năm thôi là mình ra 6 cái. Và 2 cái gần đây nhất là mình làm nhượng quyền, là mình kêu gọi đầu tư vô để làm. Và khi mà trong cái thời gian mình làm á, mình nghĩ cái mục tiêu mình lúc đó mình làm cứ thấy mình muốn làm, mình muốn bỏ, mình muốn nhảy sang một cái lĩnh vực khác á. Thì mình hỏi thầy bảo là được, nhưng mà mình nghĩ đi nghĩ lại mình lại đeo bám cái nghề nha khoa lại, đeo bám tới cùng thì thôi. Và đến bây giờ thì mình nghĩ nếu mà mình có làm cái gì hơn nữa thì cũng liên quan đến ngành nha khoa, bởi vì cái kiến thức mình đang có nó liên quan đến ngành nha. Và những cái kiến thức mà không phải các bạn là bác sĩ các bạn mới mở phòng khám được, mình có thể hợp tác được. Và khi mà mình tập trung nhiều năm trời, 2-3 năm trời về kinh doanh thôi, còn chuyên môn thì mình để người khác vào, thì tự nhiên mình sẽ thu hút được rất nhiều người có chuyên môn giỏi. Họ đến họ giúp mình, cộng tác cùng với mình. Và mình tập trung vào kinh doanh, tập trung vào marketing. Và mình đi trong cái con đường mình đi nó thuận lợi hơn. Đó thì cái đấy là cái cách của mình đi như vậy. Rất là tuyệt vời, chào bạn nha. Trong cái buổi ngày hôm nay khi mà gặp đây thì hình như đây là cái lớp mà hôm ngày hôm qua đi bán đĩa đúng không ạ? Đúng rồi. Thì cái ngày hôm mình đi bán đĩa, thật sự là mình bán cái đĩa cũng rất là khó. Mình đi, mình gặp một anh bảo vệ. Mà anh bảo vệ này là học võ rất là giỏi. Anh là trường đại học thể dục thể thao á. Xong rồi mình vô mình bán là mệt quá, mình vô mình uống thôi. Mình hỏi anh là bây giờ bạn làm gì rồi, thì anh đó anh mới nói là học xong giờ ra đi làm bảo vệ, bởi vì đam mê nghề võ và vậy thì không được rồi. Thế mình giới thiệu anh vào đây và mình tặng anh, bảo là cái này cái lớp có một cái phiếu này bạn sẽ học miễn phí được ở đây và thêm một cái đĩa nữa. Nhưng mà hồi đó mình bán rẻ, bán có 200-300 gì đó, 200-300 gì đó mình bán được. Nhưng mình rất là hạnh phúc khi mình bán được cái đó, mà trong khi đó mình đã ra kinh doanh rồi mà mình không thể bán được cái đĩa đâu. Đến khi mà mình bán được cái đĩa đó thì hết gần một ngày và mình đi về muộn trong lớp, mình về muộn và mình bị phạt tiền thêm một lần nữa hay sao. Là và cái tiếp theo là nếu các bạn học, các bạn nên đóng luôn cái số tiền mà không phải thầy Duy mời mình để nói cái vấn đề này nha. Nhưng mà nếu mà các bạn chưa kinh doanh, các bạn nên đóng luôn cái số tiền để học những cái kiến thức mà trong cái sau cái lớp, gần 6 lớp đúng không thầy? 6 lớp. Để trong thời gian đó các bạn rút ngắn lại cái thời gian mà các bạn phải đi trải nghiệm trường đời ngoài kia. Thất bại nhiều lắm, nhưng mà có kiến thức đó các bạn sẽ hạn chế lại cái thất bại lắm.
và các bạn đi sẽ nhanh hơn. Hầu hết là các bạn cứ nghĩ là kinh doanh là tiền là quan trọng, không phải đâu, kiến thức mới là quan trọng. Thì tốt nhất là học cái lớp đó xong là lúc đó các bạn kinh doanh cái gì cũng được, nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Đấy là những cái mình chia sẻ với các bạn. Rất là tuyệt vời. Ok. Cho mọi người cùng biết. Cái thương hiệu em hiện tại là tên thương hiệu gì? Nha khoa em. Cái nha khoa của em thì là cái nha khoa Smile, nhưng mà nó bị trùng nhiều, của em thêm chữ HT cho nó khác biệt. Smile. Smile HT. HT là có liên quan cái gì? Nó không liên quan gì hết, tại em bỏ vô cho nó khỏi bị trùng. Rất là tuyệt vời. Khi bạn nắm được cái nguyên lý đó, nó nằm ở trong lớp mang tên thương hiệu thì ký tên là chúng ta đặt cho người ta dễ nhớ. Còn nó có ý nghĩa không, kể cho nó câu chuyện xong. Dạ, ok rồi. Không ạ? À? Còn nhiều người không biết thì cứ trăn trở 3 năm trời mới đặt ra được cái tên, nó cứ đặt á. Có nhiều nhiều cái hệ thống họ ra họ bị trùng tên nhau như như những cái tên mà như liên quan đến Tâm Đức rồi này kia hoặc là Sài Gòn đó là nó khó bảo hộ lắm. Đúng rồi. Có nhiều người họ cứ thấy họ nhiều người mở ra cái họ cũng làm theo. Cái nó thành một cái chuỗi rất là lớn nhưng mà chả đâu vào đâu. Cái đó không phải là mình nói như vậy mà nó nhiều quá không quản lý được. Em cũng cho mọi người biết là hiện tại em bao nhiêu tuổi và em có gia đình chưa? Dạ, em thì sinh năm 93. Hiện bây giờ thì mình có một cháu nhỏ mới sinh được một tuần. Một tuần, và công việc mình thì nó không còn bận bịu như hồi trước nữa. Hồi trước thì suốt ngày phải nghe điện thoại của khách hàng, bây giờ thì mình lấy nhân viên của mình, những cái bạn cùng làm mình á, mình hỗ trợ, mình chỉ cho các bạn cái cách làm để đào tạo ra những người giống như mình, để họ lo luôn công việc của mình luôn, thì mình sẽ nhàn hơn về những cái công việc đó. Chứ trước đây là một ngày rất nhiều số điện thoại gọi và mình phải lo cái đó. Em có thể trả lời câu hỏi rằng là cái thời mà mình bắt đầu ra kinh doanh á, mình bắt đầu để ra em làm riêng, nó có nhiều cản trở, trở ngại. Thứ nhất là cái trở ngại đó chính con người mình, cái trở ngại thứ hai là trở ngại của người chung quanh, có không? Có. Cụ thể là những trở ngại đầu tiên khi mà mình ra kinh doanh á, thì cái vấn đề đầu tiên là mình rất là sợ. Sợ là sợ thất bại, sợ này sợ kia, đủ các thứ để sợ hết. Nhưng mà khi mình thấy họ làm được, mình làm được. Và cái vấn đề là khi mình sợ nhưng mình vẫn làm. Sợ vẫn quyết tâm làm. Đến khi mình làm được thì mình thấy nó không còn sợ, nó rất là dễ. Chỉ khi mình quyết tâm mình làm, mình hành động mình làm đi, thì nó sẽ dễ lại, chứ nó không còn phải khó khăn như cái lúc mà mình ngồi mình nghĩ thấy nó to lớn. Mình vượt qua được nó thôi. Vượt qua được nó là nó dễ liền. Còn cái rào cản thì khi ra thì mối quan hệ không có, tuyển nhân sự rất là khó, những người mà giỏi khó, những người mà tay nghề mà yếu yếu thì họ cũng bảo là em làm 4-5 năm rồi, có kinh nghiệm rồi, cái đưa họ về cái họ làm không được. Cái mình không có cái mối quan hệ đó, mình phải tìm là những cái mối quan hệ khác liên quan trong cái đó đó, thì mình tìm sau nhiều năm, sau nhiều tháng mình tập trung mình tìm thì nó ra được rất nhiều anh em họ có tay nghề và họ cùng cái chi hướng với mình, họ đến cộng tác với mình. Hiện bây giờ thì mình không cần tìm nữa, và những anh chị đó họ tự tìm đến mình, họ muốn hợp tác cùng mình luôn. Đó, khi đến bây giờ đó thì như vậy. Các bạn mà họ xem, tại mình có quay video này, mà sẽ đưa lên YouTube cái đoạn này. Có bạn nào họ xem cái đoạn video này và họ thấy em và họ muốn nhượng quyền của em thì họ phải liên hệ với em bằng cách nào? Dạ, nếu mà như nhận quyền của em thì cứ qua liên hệ với em qua cái số điện thoại hoặc là bấm vào cái trang web dentistsmile.vn. Em có thể một cái cách nào đó để người ta liên hệ. Cái số điện thoại, cái Facebook là Bùi Thiên Tạo. Các bạn lên Facebook search Bùi Thiên Tạo. Bùi Thiên Tạo. Và cái nếu mà số điện thoại là 0906 601 525. Có bạn nào hỏi bạn Tạo câu nào không? Rồi, em hỏi đi em. Em giới thiệu tên em luôn. Dạ. Em chào thầy và các bạn. Em tên là Trịnh Ngọc Châu. Em là chủ doanh nghiệp. Rất là tuyệt vời. Cho bạn Châu này. Hôm nay em rất vui khi gặp được bạn Tạo. Thì em muốn hỏi bạn Tạo là khi mà bạn bắt đầu với số vốn là 0 đồng thì bạn làm cách nào để bạn được tham gia 6 khóa học của thầy? Cái thời điểm mà khi mình gặp thầy là mình có một cái chi nhánh rồi.
Cái lúc đó là mình có một cái chi nhánh mình đang hợp tác với một người khác, hai anh em đang làm chung với nhau và nó nhiều vấn đề trong đó. Xong rồi cái mức lương lúc đó của mình nó đối với mình 20 triệu lúc đó rất là to đó, nhưng mà bởi vì khi mà đến cái lớp đầu tiên, cái đó gọi là cái lớp lớp miễn phí đó, thì mình thấy thầy nói rất là hay và những cái đó mình rất là cần luôn, rất là cần trong cái thời điểm đó, thì mình ngay lập tức mình cọc lại như mấy triệu gì đó. Nhưng mà thực tế là hôm đấy trong túi vẫn chưa có đủ tiền đâu, nhưng mà mình cọc lại và đến cái hôm mà bạn Linh bạn gọi điện thì mình chuẩn bị đủ tiền để mình đi học cái khóa đó. Và cái 20 triệu thì lúc đó nó to, nhưng mà đối với những cái kiến thức mà các bạn học được để làm ra được tất cả những cái thứ, những cái như bây giờ mình đang có chẳng hạn, thì mình thấy nó không hề nhỏ, không hề to đâu. Nó chỉ là những cái trải nghiệm và cái kinh nghiệm của thầy có, rồi thầy nhượng lại cho các bạn, cái đấy không tính bằng tiền được, nó không tính bằng tiền. Cái đó mình chia sẻ lại cho các bạn nào có thầy đó. Các bạn nào có câu hỏi nào hỏi bạn nào ạ? Rất là tuyệt vời. Và em có thể cho mọi người biết, nếu mà một lời khuyên á, yeah, một lời khuyên cho những bạn trẻ mới khởi nghiệp á, tức là trong lớp này là một phần rất rất nhiều bạn, yeah, cái cơ hội Việt Nam chúng ta nó đang đứng trước cơ hội rất là tuyệt vời. Đất nước đang mở cửa, càng ngày luật pháp càng rõ ràng ra, nước ngoài họ vào dòng tiền rất là nhiều. Tuy nhiên tại sao cái bạn trẻ Việt Nam chúng ta họ lưng khưng? Trong những bản thân mình gặp á, thì 100 bạn gì đi học khởi nghiệp á, AMC á, thì không chừng 10 đến 20 bạn là chịu đeo đuổi thôi, ít bữa là bỏ hết. Tại sao họ không đón nhận cái họ trong cái người nước ngoài, cái khu mình ở là người nước ngoài ở ngoài, mà họ từ nước ngoài họ qua Việt Nam họ kinh doanh và họ vẫn cứ giàu có. Cái người mà ở sát nhà mình là họ là người Malaysia, họ qua đây họ kinh doanh và họ làm họ rất là giàu có, trong khi người Việt của mình thì lại cứ thục thò thò. Vậy thì trong cái trải nghiệm của em thì em có thể chia sẻ lời khuyên hay là một cái động lực gì đó để cho chính cái người Việt mình phải làm giàu trên đất nước của mình không? Về cái vấn đề này thì nếu như là mình á, thì mình chia sẻ cái kinh nghiệm của mình thôi. Thì khi mà mình ra mình kinh doanh, khi mình quyết định ra kinh doanh thì mình thấy cái vấn đề là ở Việt Nam mình á, tất cả các bạn, có những người có mặt ở đây là một cơ hội rồi, còn những người mà chưa có mặt ở đây họ cứ tập trung vào chuyên môn họ làm nhiều năm trời rồi họ thấy không có dư nữa, và họ cứ luẩn quẩn ở đó và họ không một cái hướng nào để đi. Và khi mà ra kinh doanh á, thì các bạn có nhiều người họ sợ, rất là sợ khi mà khởi nghiệp làm một cái gì đó, thì các bạn vượt qua cái nỗi sợ hãi đó và các bạn làm thôi. Còn cái tiếp theo đó, cái cơ hội ở Việt Nam mình á, nó rất là lớn, nghĩa là mình chỉ cần tập trung vào cái khách hàng của mình, làm tốt cho khách hàng của mình thôi, thì tự nhiên khách hàng họ đổ về, họ giới thiệu nhau để cái dịch vụ mình tốt hơn. Còn có nhiều người thì họ cứ muốn tập trung đi ra nước ngoài, khi mà có cái cơ hội lớn hơn thì lên ra. Còn ở Việt Nam mình, anh em mình khởi nghiệp thì cứ khởi nghiệp trong này đã, và mình tập trung vào một cái gì mà mình thích, mình đam mê, mình đeo đuổi nó tới cùng, thì các bạn sẽ nhàn hơn khi mà các bạn đứng lên làm chủ một cái cơ sở nhỏ này. Thì lúc đó mình sẽ về cái thời gian mình sẽ chủ động hơn, mình có thời gian đi gặp, giao lưu với bạn bè, ví như ngày hôm nay mình đứng đây mình không còn phải bận bịu công việc nữa, hoặc là anh em chúng ta sẽ có thể gặp nhau ăn nhậu, ví dụ như vậy. Còn lại như đi làm công thì mình sẽ rất là vất vả, như sáng đi tối về, rồi ngày ngày như vậy, suốt ngày bị sếp sai. Kể cả bây giờ nhân viên của em cũng không có vất vả như vậy. Nhân viên của em mà nhân viên mà ở tại văn phòng á, thì em cũng nói luôn là anh em phải làm với tôi, rồi em bó khoảng cỡ 3 năm phải ra khởi nghiệp. Phải ra, còn không thì tôi sẽ giúp các bạn ra, giúp các bạn bằng cách nào đó để các bạn ra. Chứ mình không để nhân viên mình cũng như mình hồi trước. Rất là tuyệt vời. Ok. Em không hỏi đi. Không sao, cứ hỏi đi. Em cũng muốn kinh doanh, nhưng mà thực sự cái động lực của em nó chưa quá rõ ràng. Và nếu là anh có thể cho em một cái lời khuyên là không phải lời khuyên mà anh có thể cho đánh giá phân tích theo kiểu là đối với một người kinh doanh và một người làm thuê thì sự khác biệt, ví dụ như người kinh doanh thì nó sẽ khổ hơn ở điểm nào và nó sẽ sướng hơn ở điểm nào. Em nghĩ là em đang mong luôn về cái đó và em muốn nghe anh nói kiểu
cái này hơi hơi khó nhỉ. Em chỉ mới hỏi cái gì của anh thôi. Okay. Không thì mình chưa có trải qua cái thời gian làm sinh viên. Cái thứ hai nữa là mình khi mà mình đi làm công thì mình cũng như các bạn ở đây có một số người cũng đang làm này, thì lúc đó mình cũng vất vả lắm. Sáng 7 giờ làm việc thì lúc đó mình 6 giờ rưỡi mình dậy rồi, và mình phải quét dọn lau chùi ở cái phòng khám đó. Hồi đó đến và hồi đó mình học ở đó là với mức lương là chỉ có 700.000 thôi. 700.000 một tháng là họ nuôi ăn ở thì họ hỗ trợ 700.000, thì cái số tiền đấy chỉ để đủ ăn bánh mì ăn sáng và cái nhiều cái phụ cấp. Như thậm chí hồi đấy có người yêu mình chỉ có được gọi điện thoại trong vòng có 20.000 tiền điện thoại trong một tháng thôi. Hồi đó thì xong khi ra đi làm thì áp lực rất là nhiều. Còn khi mình ra mình kinh doanh thì cái áp lực nó khác, mình giải quyết cái vấn đề nó khác, nó không còn như cái lúc mà mình đi làm kia nữa. Lúc này mình đi tìm kiếm khách hàng về cho cái mấy anh em kia, họ giúp mình trong cái vấn đề đó. Đỡ, nói là hai cái áp lực nó khác nhau và cái đồng tiền nó đi về nó khác nhau đó. Thì cái khi mà bạn chịu áp lực lớn hơn thì nếu bạn làm công việc khó thì nó sẽ cái thù lao của bạn sẽ lớn hơn và bạn chủ động hơn về thời gian được. Tuy nhiên khi bạn đi làm công bạn xin nghỉ đi đám cưới mà khoảng cỡ một tháng bạn nghỉ 3 ngày thôi và có chuyện rồi đó. Nhưng mà bạn khi bạn đã kinh doanh chẳng hạn, bạn đi kinh doanh thì có thể như bạn sắp xếp được hoặc là bạn nhờ một ai đó làm cái công việc của bạn để bạn đi được. Và tốt nhất là ra kinh doanh, tốt nhất là ra kinh doanh. Ok, rất là tuyệt vời. Các bạn nào cơ hội được giao lưu rồi, mời em. Em là Tùng, em muốn hỏi một câu hỏi đó là khi mà anh đã không có gì trong tay á, từ lúc đầu anh đã không có gì trong tay và khi mà anh quyết định hợp tác với bác sĩ ở đó thì điều gì là khiến anh có thể hợp tác được với bác sĩ đó? Cái này thì cái hồi đầu tiên khi mà mình làm thì cái đầu tiên mà mình hợp tác là mình hợp tác với anh trai của mình. Anh trai của mình cũng không phải là luôn, anh trai của mình cũng là người kinh doanh. Và đến khi mà mình làm ở đó một thời gian rồi đó thì mình quen với những người họ làm trong đó và những người trong đó có những cái mối quan hệ bạn bè giống như những người đó. Họ cũng là nha sĩ, cũng là bác sĩ, cũng là này kia trong đó, thì mình nhờ họ giới thiệu. Và khi mình làm thì có những người họ mới ra trường chẳng hạn thì mình nhờ những người giỏi ở trong cái chỗ của mình đào tạo cho họ, thì họ giỏi nghĩa là họ giỏi về tay nghề lên. Xong rồi lúc đó mình ra mình mở thêm. Nghĩa là ít khi mà mình làm kinh doanh thì mình phải biết đào tạo, nghĩa là có thể có một người về chuyên môn giỏi và đào tạo chuyên môn cho những cái anh em mà như họ bên ngoài kia họ làm mỗi người một cách làm khác nhau mà. Nhưng mà khi về mình phải có một người đào tạo cái cách giống của mình. Rồi kể cả như phần marketing hay này kia thì cũng phải có một cái chỗ ấy nó giống nhau hết thì nó mới ra kết quả được. Thì cái đó là cái mối khi bạn phải đi tìm những mối quan hệ đó. Có thể như bây giờ bạn muốn tìm một người nha sĩ cũng không khó bạn. Bạn đi lên làm răng, bạn chơi với người đó, uống cà phê với họ, giao lưu với họ, họ sẽ giúp bạn. Và có thể như bạn nên liên hệ với mình, hoặc là như bạn tìm một người làm marketing thì bạn có thể hỏi thầy Duy. Thầy Duy sẽ có rất nhiều bạn đến đây học marketing rồi, học ở đây và biết về marketing, hoặc sau đó thì thầy sẽ giới thiệu cho bạn một ai đó. Cũng giống như hồi đó mình làm về giấy tờ, mình cũng nhờ đến thầy và thầy cũng giúp mình về cái đó, giới thiệu chị Kiều cho mình. Rất là tuyệt vời. Em có hỏi gì? Em tên là Ngôn. Em hỏi lại dù anh là người khởi nghiệp từ anh đã có chuyên môn trong phòng khám. Sau đó anh khởi nghiệp và anh tách ra làm riêng với các mối quan hệ anh sẵn có. Vậy em muốn hỏi là với một người muốn ra khởi nghiệp nhưng mà họ lại không có chuyên môn, họ lại không có những mối quan hệ đó thì có cách nào để họ khởi nghiệp mà hiện bây giờ mình đang có một cái mình đang muốn làm cái hướng tiếp theo là cái hệ thống về tóc, mà cái này nó mới chỉ là kế hoạch thôi, nó chưa có làm. Và hiện bây giờ là cái tóc mình nó ngắn như vậy nó có lý do. Mình đi cắt tóc mình kết bạn anh em rất nhiều, và mình có thể uống cà phê rồi làm quen rồi một mức độ nào đó anh em tin tưởng, họ bảo nếu mà bạn mở mình sẽ sẵn sàng mình giúp bạn với cái thù lao như thế nào đó, hoặc là hai bên thương lượng với nhau như thế nào đó.
Và khi những người đó họ về với mình thì mình nghĩ mình chỉ cần tập trung vào marketing nữa và quản lý nhân sự trong đó, thì mình nghĩ là mình sẽ làm được thêm ngành tóc nếu như mà cái mình tìm được những người giỏi về làm cùng mình. Ví dụ như bạn muốn làm về một cái ngành nào đó, bạn chỉ cần tìm một người có chuyên môn giỏi về cái đó, bạn biết quản lý, xong rồi bạn biết marketing nữa, bạn biết tìm kiếm khách hàng là bạn có thể làm được. Nhưng mà nói vậy thôi nha, nó trông gai lắm, đầu tiên là nó trông gai lắm chứ không đơn giản. Cảm ơn bạn. Rồi, rất là tuyệt vời. Chỉ là cảm ơn bạn là chúng ta có hơn 10 phút đúng không? Giao lưu với em. Dạ. Cảm ơn rất lâu. Hồi nào đi ngang quận 2 ghé. Dạ, em có học rất nhiều là cho có chị ghé được. Đúng rồi. Hồi nào ghé con nhà nói chuyện nhiều hơn. Dạ dạ. Nha. Dạ dạ. Cảm ơn em rất là nhiều. Dạ. Ok. Lâu quá. Cảm ơn ông đây. Dạ, chào ạ. Cũng vì sao các bạn cũng có số của bạn Thảo rồi, có mà. À, 0906. Ừ. 601. À, cái gì của các bạn tương tác vào tiếp 525. Cảm ơn các anh chị. Cảm ơn.